Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Sư Đà. Và hôm nay đến cho các bác một mẫu gian composite dòng siêu phẩm khung carbon mới về bên cửa hàng bên em. Mẫu gian TCR composite. Có rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe đua cao cấp thì các em về một chiếc đây. Các bác đã biết thì cái mẫu gian là thương hiệu gian, một trong những thương hiệu dòng xe đạp thể thao cũng là rất là tên tuổi trên làng thế giới. Làm từ những bộ khung nhôm, khung carbon siêu nhẹ. Thì cái mẫu đời cao cấp nhất của dòng gian dòng carbon TCR là mẫu composite bên nhà mà mới về với cái tông màu trắng để chỉ nhân trên khung xe. Và bây giờ xin mời bạn nhớ về chiếc xe. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác về cái dòng mẫu gian TCR composite. Thì các bác lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Đây em gõ Google là gian TCR composite thì ra những cái dòng xe gian, trong đó có một cái mẫu gian cùng màu bên nhà em, mẫu model xe bên nhà em. Đây. Mẫu gian composite đây. Cũng là cái tông màu đen. Đen trắng đó nhá. Dòng TCR. Đây là website chính hãng của gian UK. Đây là những cái thông số của xe và cái giá thành của xe. 1250 euro. Đây. Thì giá thành. Còn đây là những dòng size này, kích thước. Frame là khung carbon. Đồ Shimano Tiagra. Đây là group của xe. Vâng. Và các bác có thể lên trên YouTube cũng tìm hiểu thêm về cái mẫu gian TCR composite, các bác lên YouTube tìm hiểu thêm. Thì trong những cái video gần nhất thì bên em cũng có quay được một vài chiếc gian TCR composite đây. Đây là những cái video bên nhà em đánh giá qua về mẫu TCR. Thì trong đó có cái màu đỏ bên nhà cửa hàng Kim Xe Đạp. Đây. Em đã bán rồi. Composite vành Cero và cái mẫu composite TCR cũng là màu xanh trắng. Thì đây là cái mẫu màu nhà em về là màu trắng đen. Rất nhiều mẫu bên em về trên video YouTube đều đề xuất trên kênh YouTube đây. Có những video của bên nước ngoài cũng đều có bác nhé. Kênh nhà em được thể hiện rõ trên đầu kênh YouTube luôn của kênh nhà xe kia xe đạp. Các bác có thể lên vào để kích vào để xem và tìm hiểu thêm về cái mẫu TCR, mẫu dòng gian cao cấp. Vâng, xin mời bác, đây là cái mẫu dòng gian TCR composite. Như em vừa giới thiệu ở bên trên thì như bên cửa hàng bên em đã về những cái tông màu đỏ, trắng và xanh đen. Thì cái mẫu bên em lần này về được mẫu màu trắng đen. Một trong những thương hiệu nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao. Mẫu gian composite Tetrology khung carbon. Xe lần này em về đánh giá rất là cao nhé. Xe còn rất là mới. Em đánh giá là tầm trên 90% xe. Chiếc xe còn rất là bóng. Và rất là hiếm về những dòng xe gian cao cấp và cái bộ khung mà đẹp như vậy không nhé. Thì ở trên khung xe của cái mẫu gian nó có logo tem 7 màu in chìm trên khung xe. Đây là tem 7 màu, tem không bóc nữa nhé. Tem chính hãng của gian. Và mã QR code. Đây là nó sơn in chìm bên trong, các bác không thể bóc được. Đây là tem chống hàng giả chính hãng của gian luôn. Lớp sơn còn rất là đẹp. Người chủ cũ thì rất là giữ gìn dòng xe TCR composite. Và cái mẫu dòng gian TCR composite này nó đều khác biệt những dòng gian composite khác là cái đầu khung bên dưới sẽ là một hình tam giác dẹp. Cái thiết kế bộ khung khí động học lực giúp cho cái độ lướt của xe rất là tốt, được chắn gió ở xe carbon. Một trong những cái hãng xe mà làm nên tên tuổi về bộ khung của xe rất là nhẹ. Ghi đông cổ phốt chính hãng của gian luôn với bản theo xe. Đây, ghi đông cổ phốt thì như em video trước em đã từng giới thiệu qua, những cái dòng xe cao cấp thường được ghi đông cổ phốt là dòng gian con nếch. Đây, gian con nếch để các bạn rõ với bản theo xe. Bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra cũng luôn bản theo xe luôn. Và đặc biệt trên xe có cái bộ đồng hồ đo tốc độ chính hãng của gian luôn đó nhá. Đồng hồ đo tốc độ chính hãng của gian luôn. Nhưng mà lo hết pin thì em không
Em không có phụ kiện để thay thế, bác về bác tự xử lý. Bác nguyên bản cho xe đang giữ nguyên. Bên phải em là bộ tay lắc của chính hãng Shimano Yagra. Khung carbon. À, càn carbon có mã vạch chính hãng của xe trên càn xe đây, mã vạch vẫn còn tem xe. Đồng hồ đo tốc độ kết nối wifi và bluetooth đấy, ở bên trên không dây, kết nối với đồng hồ bên trên là không dây, chính hãng của gian luôn đó nhé. Nguyên bản theo xe em vẫn còn giữ nguyên. Vành chính hãng, vành Zero, vành dòng cao cấp, vành Zero này, vành căm lá hẹ, căm dẹp đây, vành nhôm hai lớp, vành Zero, một trong những cái thương hiệu vành cũng là tên tuổi, căm lá hẹ. Trước đây em có về một chiếc cũng là dòng gian composite, cũng là vành Zero thì em đã nói trong video trên, vẫn giữ nguyên bản theo xe. Cái cặp lốp chính hãng của gian, cặp lốp của gian nguyên bản theo xe, kích thước lốp 700x23c, lốp trọng, lốp cũng còn rất là mới. Vâng, bên dưới gầm xe có cái miếng nhôm đặc trưng của dòng TCR Composite, có cái logo mã số của xe và cũng là mã vạch ở dưới gầm xe luôn luôn nhé. Bảo đảm cho xe là chính hãng của dòng TCR Composite. Gian compact composite design. Còn đĩa của Shimano Tiagra. Bedan bạc đạn của Death Topic. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Đằng sau là củ đề Shimano Tiagra. Trang bị với 10 tầng líp, 2 tầng đĩa. Vành cặp chính hãng của Zero, vành cao cấp. Thì thường thì những cái vòng dòng xe thể thao, cái dòng như là vành vành nhôm thì được nhắc tới, vành Mavic hoặc là Zero. Đây là hai cái hãng vành cũng là tên tuổi trong dòng xe đạp thể thao. Vành Zero 550. Lốp nguyên bản theo xe, lốp trước và sau đều chính hãng của gian. Chiếc lốp 700x23c, lốp trọng. Cọc yên gian, cọc in carbon thiết kế theo khung khí động học lực, cọc in dẹp, in nguyên bản theo xe, in còn rất là mới luôn đó nhá, in của TCR gian, in gian tên TCR. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50, một chiều cao ngang là size 51, nhưng mà các bác cao từ 1m63 đổ lên đó nhá. 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng líp. À đây, đằng trước đằng sau được sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Trước sau là cụm phanh 3 mảnh. Xe trang bị với full group Shimano Tiagra. 10 tầng líp, lên líp nào. Trang bị với bộ vành cọc chính hãng của Zero, chính líp. Bên phải em ủ đĩa Tiagra, gạt đĩa Tiagra, hai tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất trơn tru mượt mà, em rất là bom xe. Và xe lần này em đánh giá rất là cao về độ mới của xe, trên 90%, xe gần như là mới tuyệt đối. Một củ cũ đi rất là giữ gìn. Trên khung xe này có tem 7 màu chính hãng của gian, dập chìm bên trong khung, chống hàng giả, gian composite. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian TCR Composite. Xe được trang bị với khung group Tiagra, vành cặp chính hãng của Zero, càng carbon, khung carbon và cọc yên carbon. Và xe giá tốt bên em là 16.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại ngày mai.